đây. Như vậy là sao hả em? Thì thấy rồi thì tự hiểu đi. Tôi chán ghét cái mùi nghèo hàng dầu mỡ người anh lắm rồi. Chia tay đi. Anh biết anh không xứng với em, nhưng anh đang cố gắng mà em. Bây giờ cố gắng đến khi nào nữa? Tôi chờ không có nổi. Anh làm ông biết khỏi cuộc đời tôi được không? Anh biến đi. Biến đi. Biến đi. Vậy sao mày lừa dối đang hả? Mày buông ra coi. Hả? Tao định không nói cho mày biết đâu, mà tao sẽ vợ tao hiểu lầm. Đan của mày đang bị ung thư ở nhà, giờ cô ấy không muốn mày chứng kiến cái cảnh này đâu. Lo mày đi về đi đồ ngu. Đan ơi, Đan ơi, anh tới rồi nè em ơi. Làm vợ anh nha. Anh không sợ một ngày nào đó em biến mất khỏi cuộc đời này hả? Anh không cần biết chúng ta sống với nhau bao lâu. Anh chỉ cần biết chúng ta sống với nhau như thế nào là đủ. Anh ơi em nhớ, anh ơi em rất nhớ. Từng câu nói ánh mắt của anh giờ này ở nơi đâu? Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Em nhớ anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cứ thế em biết phải làm sao. Tình yêu trong anh đang mất. Phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng em. Anh đi xa quá, anh đi xa em quá. Có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ. Em chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ em thấy đâu anh có biết không? Anh ơi em nhớ, anh ơi em rất nhớ. Từng câu nói ánh mắt của anh giờ đây ở nơi đâu? Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi.